nó có hơi nặng nề. Và em nghĩ là ví dụ như em cảm thấy là chưa thỏa đáng, nhưng mà đối với ban giám khảo thỏa đáng là được. Và em không phải là người cầm trịch ở trên đó, cho nên là chắc chắn em sẽ không biết tiêu chí của nhãn hàng như thế nào. Em có nghĩ nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà khiến em không chiến thắng ở năm nay đó là chiều cao giới hạn? Em nghĩ chiều cao cũng là một phần nào đó ở trong cái chương trình này, bởi vì nó là gương mặt người mẫu thì vẫn cần chiều cao. Nhưng mà em nghĩ nó chỉ là ở trong chương trình này thôi, còn ở ngoài đời thì những cái ở ngoài đời nó sẽ quan trọng hơn, và những cái ở phía trước nó quan trọng hơn là chỉ mỗi cho trong chương trình này thôi. Em nghĩ sao về phần trình diễn và thi thố của em ở đêm nay? Thật sự thì em cảm thấy em chỉ chấm cho mình ở điểm 8, chưa hẳn là điểm 9 hoặc là điểm 10, bởi vì có những cái em cảm thấy lo sợ và em chưa thể hiện hết mình, và mình cảm thấy là mình cũng đã phụ lòng một phần nào đó của chị Minh Hằng. Nhưng mà không có sao, bởi vì mình cũng sẽ không có hối hận. Quan trọng hơn là khi mà mình bước ra khỏi chương trình thì mình như thế nào. Nếu mà vậy thì sau chương trình thì em đã có dự định gì chưa? Sau chương trình thì em có rất là nhiều dự định, nhưng mà sắp tới em sẽ chưa có công bố, và mình cũng cần là những cái người định hướng, thì dĩ nhiên là mình vẫn cần cái huấn luyện viên của mình là trên hết. Mình có tiếp tục theo định hướng là người mẫu không em? Dĩ nhiên chiều cao của em rất là khó theo người mẫu, ví dụ mình có thể đi 1-2 show thì được, nhưng mà đối với em thì em sẽ hướng về cái hướng quảng cáo và TVC nhiều hơn, bởi vì nó sẽ phù hợp với em hơn. Vậy không theo hướng người mẫu thì theo cái định hướng chính của em là sẽ là trở thành diễn viên hay ca sĩ? Em thích cả hai, nhưng mà nếu như em có khả năng thì em sẽ cố gắng. Em có thể bật mí là năng khiếu của mình không? Dạ. Năng khiếu của em là gì? Em có thể hát, múa, nhảy, và đó là những cái mà em rất là thích từ nhỏ đến giờ. Vậy có nghĩa là em có nhận được lời mời hay là sự hỗ trợ nào từ phía mentor Minh Hằng? Dạ, dĩ nhiên là chị giúp tụi em rất là nhiều, và cũng có, cho nên là sắp tới thì team Minh Hằng cũng có một cái dự định rất là, nói chung to lớn, thì mình không biết là cái quy mô nó như thế nào, nhưng mà sắp tới team Minh Hằng sẽ cho ra mắt những cái sản phẩm mới, và mong là tất cả mọi người sẽ ủng hộ team Minh Hằng. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Hoàn thiện mình mỗi ngày, và chúc mọi người là sẽ luôn luôn thành công ở trong cái công việc của mình, và hãy luôn tỏa sáng theo cách của mình. Chúc mọi người có một cái Tết thật là yên ấm, hạnh phúc, và lúc nào cũng được vui vẻ bên nhau.